Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của tỉnh Thao Lắp Dental Lab. Thì hôm nay tỉnh sẽ bật mí chia sẻ với các bạn biết là cái phương pháp vùng thao lắp toàn hàm dưới nó trở lên dễ dàng hơn, nó trở lên hít dính hơn và giúp bạn tự tin hơn khi làm vùng thao lắp. Bởi những cái phương pháp cũ ấy, gọi là phương pháp truyền thống ấy. Thì sao? Thì sau khi nạp phù hình thì chúng ta phải mỗi lần thì kiểu như là phải rất là run. Thứ hai là luôn luôn là mình không quyết định được, phải cầu may. Thì sau khi mà các bạn nghe tôi chia sẻ cái phương pháp này thì các bạn sẽ thấy là sao, nó sẽ trở lên là các bạn sẽ trở lên tự tin hơn khi mà làm phù hình thao lắp. Bởi vì hơn ai hết là tôi cũng đã như các bạn, cũng đã từng được làm trực tiếp và cũng có những cái không hài lòng, hoặc là bệnh nhân cũng phàn nàn, hoặc là khách hàng phàn nàn đeo cái hàm nó không được chắc chắn. Đấy. Và sau khi thì tôi sau khi tôi tìm ra cái phương pháp này ấy, tôi học được, có bạn của tôi chia sẻ tôi phương pháp này ấy, thì tôi tự tin hẳn lên. Và từ đó đến giờ là tỷ lệ thành công của làm thao lắp tôi rất là cao. Và điều đó cũng thấy là chính đồng nghiệp các bạn cũng đã được trải nghiệm cái điều đó. Và đồng nghiệp các bạn cũng đã làm theo phương pháp của tôi. Và họ cũng đã rất thành công. Đó. Thì sao? Nếu bạn nào không tốt, thứ nhất bạn sẽ bị mất bệnh nhân, mất uy tín. Và thậm chí bạn không chỉ mất họ đâu. Bạn mất cả bạn bè của họ, người quen, họ hàng của bệnh nhân. Nếu như bạn làm tốt thì bạn có tất cả những cái điều đó. Và đó chính là những cái quảng cáo không đồng mà hiệu quả nhất. Mà chúng ta không gọi là không đồng, mà chúng ta không phải tốn xu nào cả. Chỉ mà chỉ có khi là chúng ta phải thay đổi. Phải làm tốt lên. Bởi có những lúc khi các bạn làm ấy, bệnh nhân không quay lại phòng khám ấy, không phải là đã là thành công đâu. Bởi vì thành công là chúng ta phải kiểm soát được nó ngay sau khi làm và cho bệnh nhân nhận được kết quả luôn. Và chúng ta mà không thay đổi, không làm theo cái phương pháp mới thì sao? Cái sản phẩm của chúng ta vô tình đang làm ở sọt rác hay đang nằm đâu đó ở một cái hộp trong góc tủ bệnh nhân đã cất đi rồi. Bởi cũng như những video trước tôi chia sẻ, tôi đi nhiều hỗ trợ, nhiều phòng khám. Và gặp những bệnh nhân bê ra hai tay vốc là một vốc khoảng tầm 5-6 hàm thao lắp, bảo là tôi đi làm nhiều nơi rồi nhưng mà không đeo được. Đó. Thế thì sau khi các bạn xem cái video này thì tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ có suy nghĩ khác và các bạn sẽ thay đổi, các bạn sẽ có thể làm thao lắp tốt hơn. Nhất là với việc hình hàm dưới, bởi sao? Nó rất khó, diện tích rất nhỏ, nhỏ bằng 1/3 diện tích hàm trên. Đó. Thì tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện là về tại sao tôi lại biết cái phương pháp đó. Khi mà làm thao lắp cũng khá nhiều năm rồi. Và tôi vẫn làm theo phương pháp cũ. Mà thật ra thì sản phẩm của tôi cũng là ok đấy. Nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu. Vẫn chưa ưng ý. Bởi tôi cũng mong muốn cái điều tốt hơn nữa cơ. Rất là băn khoăn. Thì cách đây khoảng 2 năm, hơn 2 năm thì cũng qua Facebook thôi, thì tôi vô tình tôi thấy tôi cũng kết bạn, hoặc là những người đam mê thao lắp với nhau thì kết bạn với nhau, thì tôi với anh Hùng Đào là có kết bạn với nhau. Rồi tôi thấy trên tường nhà anh ấy là đăng những cái hình ảnh video mà hàm dưới mà lấy tay bậy không ra. Ôi tôi mừng lắm, tôi lúc đó tôi như tìm được một cái vị cứu tinh ấy. Thật như tìm được cái lúc kiểu sắp chết đuối mà gặp được cái phao ấy. Ô làm sao lại có cái hàm thao lắp mà làm được kiểu như này. Thật lúc ấy còn chưa đến biết đến group nước ngoài nhiều đâu. Lúc ấy làm gì có. Thật ra lúc ấy không biết đến những group làm thao lắp của nước ngoài đâu. Mà thậm chí là còn không biết gì ấy. Thế là chỉ làm theo thông thường thôi. Thì thấy anh Hùng anh ấy làm, anh chia sẻ cách đấy. Thế là máu quá, kết quá. Báo nhân viên book vé, gọi điện trước cho anh Hùng. Rồi book vé bay thẳng vào qua cái VDEX. Phát là vào gặp thẳng anh Hùng luôn. Và vào sau khi cũng là trình bày và muốn anh Hùng chia sẻ cái phương pháp đó. Thế là anh Hùng đồng ý, bắt đầu tôi quay trở về Bắc, quay trở về.
Và sau đó là anh mời anh Hùng ra thì có những cái buổi workshop chia sẻ cho đồng nghiệp các bạn, chính là các bác sĩ mà là khách hàng của tôi. Đó. Và bản thân tôi cũng học từ những cái phương pháp đó. Bản thân lúc trước mình đã làm cũng đã có kinh nghiệm, cũng đã tốt rồi. Nhưng sau khi gặp cái phương pháp này sao? Thay đổi hoàn toàn. Cái phương pháp mà anh Hùng cũng là chia sẻ lại cái cách là người Nhật làm. Và phương pháp này là rất là ok. Và các bạn thấy những cái video tôi đăng lên có những bệnh nhân tôi làm trực tiếp ấy, rất là hài lòng. Đó. Thế khi mà các bạn làm theo phương pháp này, tôi đảm bảo là các bạn sẽ được uy tín này của bệnh nhân này, các bạn sẽ được bệnh nhân giới thiệu nhiều thêm này. Và sao nữa? Và các bạn gặp những cái hàm thoát lắp khó hoặc gặp những làm thoát lắp, các bạn sẽ không còn phải sợ nữa. Các bạn rất tự tin. Và để làm được các cái điều đó thì các bạn phải trải qua những cái bước sau. Đó là các bạn kiểm soát được là các mốc giải phẫu, mẫu sơ khỏi, cách đổ mẫu, thìa cá nhân, rồi là gối sáp nền tạng, thử hàm và hoàn thiện. Đó. Mà khi các bạn đến bước thìa cá nhân rồi thì các bạn đã kiểm soát được hoàn toàn cuộc chơi. Đấy. Đến bước thìa cá nhân là các bạn gần như kiểm soát được hoàn toàn cuộc chơi. Bởi sao? Hơn ai hết là muốn đẹp, muốn ăn nhai được thì đầu tiên nó phải hít dính. Và khi nó hít dính rồi thì có thể những cái phần kia chúng ta sẽ khắc phục, chúng ta sẽ chỉnh sửa dần dần được. Cái điều đầu tiên là muốn gì thì cái hàm nó phải hít dính ở trên miệng bệnh nhân đã. Thì câu chuyện tiếp theo chúng ta mới dễ nói. Thì sau đây mời các bạn xem cái video tôi hướng dẫn những cái cách làm về phù hình thoát lắp hàm dưới. Mình dùng cái thìa không dùng cái thìa này em nhé. Cái thìa này dành với là cái hàm còn răng. Đây này, không hả? Các cái vành này nó đè hết căng hết đấy, cơ này ra. Cái thứ hai là nó nén này. Khi em lấy em dí đây là nó sẽ tì ngang cái phần gối hậu nha. Một phần gối hậu nha rất là mềm. Thế nên mình sẽ không dùng cái thìa này. Ông có lưỡi lại giúp con. Đấy là thìa chuyên dụng đấy à? Cái đấy bọn em học là như vậy. Okay. Ông xuống miệng con mẹ. Đây là phần gối ổ nhà này. Gối ổ nhà này không bị lún lún này. Sợ đổ như cái này đổ thì không đổ liền. Cái này đổ không, em không được đổ một phát thì cao vào đây hết. Em đổ thì cao một lớp mỏng thôi. Một lớp mỏng thôi. Để cái phần nó không bị biến dạng. Thành cao nó khô rồi, ít nữa mình đổ chồng lên nó cái chính cái thành cao ban đầu sẽ lưng đỡ phần phía sau. Bây giờ em đổ ngay thì nó sẽ vít phần này xuống bởi nó rất là mềm. Em đặt đây là tự nhiên nó đẩy phần này lên, đúng không? Để cái phần này nó không chạm một cái phần gì đó thì đổ thành một lớp. Chưa ông chờ con chút nào hả? Sắp rồi, ông năm nay sắp rồi, ông hợp tác lại hóa ra. Đây thì vào nhận nhá. Chụp xuống cái này. Ông thấy cái này có đau không? Không đau đúng không? Ừ. Cái này là không đau từ ngày hôm qua đúng không? Ừ. Được, ok. Thì cái này nó cái khoảng nó dày hơn, cái khoảng này nó hơi phỏng. Nhưng mà hai cái này anh em cho anh mượn cái súng bông. Mình bọc lại đấy. Bọc để nó sẽ bọc. Ok. Lấy bằng kít của này. Em lấy cái xô dè, bây giờ cái này nó kín, nó đè xuống, nó kín đấy.
Cái này đây không? Để con nó cái này ông hợp tác cho con tí. Xong rồi đây. 5 phút nữa là ông về. Ông về với bà. Ừ. Người yêu bà đấy. Ừ. Ừ. Bà Vương về chưa? Bà Vương. Bà Vương đang ông Hà thế nào? Đấy. Thế ông cứ thả lỏng nha, từ từ nha, thả lỏng nha. Thì làm thế nào? Ông cứ thả lỏng đi. Là ông liếm môi trên hai bên. Trái, phải, mạnh vào. Trái, phải. Ông phát một U. Y thì nói dễ, u thì khó. Đây, y u u. Ông lại liếm môi trên hai bên cho con. Rồi, ông Dũng Nguyên không? Rồi, thả lỏng kệ con. Sắp được rồi. Làm con lây thì nó đỡ phí ra. Nó giữ được cái mô đấy nhá. Bây giờ mình đợi cô thôi. Đấy,
anh bơm kiểm soát silicone vừa vừa phải, đừng thừa thừa nhiều quá, hơi nhiều quá nước mà kẹt lại chẳng không ép được đấy, thành cái vành khít của mình nó rất dày, cái thành kẹt tí bong nữa là sắt nhôm qua tụ được kẹt. Ngày xưa cái này từ giờ nào thì về sắp xếp thời gian chị. Sắp được không? Anh bảo nhé. Đó, ông xuống miệng qua mấy. Tỉnh táo lắm này. Tỉnh táo lắm làm ăn như thế này. Đấy, mãi không ra này, bật mãi không ra này. Tỉnh táo lắm đây. Chặt quá, em ra toàn bộ. Thoải mái không bật ra. Bật đèn tỉnh táo lắp nhé. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và để nhận được những video mới hoặc những cái chia sẻ bổ ích hơn thì các bạn có thể đăng ký theo dõi kênh của tôi và nhấn chuông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.